Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, một báo cáo mới nhất nêu chi tiết về những nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm thực hiện quyền kiểm soát hoàn toàn đối với giáo hội Công giáo và các tín ngưỡng tôn giáo khác trong phạm vi biên giới của mình, và bằng mọi cách để mà xóa bỏ bằng vũ lực các yếu tố liên quan đến tôn giáo mà đảng này cho là trái với chương trình nghị sự chính trị và chính sách của mình. Bản phân tích do Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ công bố tuần trước năm 2024 khẳng định rằng chính sách hán hóa tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn vi phạm quyền tự do tôn giáo được quốc tế bảo vệ. Thuật ngữ hán hóa có nghĩa là tuân theo văn hóa Trung Quốc, nhưng về cơ bản thì chính sách này đặt ra các tín ngưỡng phụ thuộc vào trong cái chương trình nghị sự chính trị và tầm nhìn Marxist của Đảng Cộng sản Trung Quốc về tôn giáo. Kính thưa quý vị và anh chị em, theo báo cáo, các quan chức Trung Quốc đã ra lệnh gỡ bỏ thánh giá khỏi các nhà thờ và thay thế hình ảnh Chúa Kitô và Đức Mẹ bằng hình ảnh chủ tịch của Tập Cận Bình. Họ cũng kiểm duyệt các văn hóa tôn giáo, buộc các thành viên giáo sĩ phải rao giảng cái tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ra lệnh trưng bày các khẩu hiệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong các nhà thờ. Để buộc các tôn giáo phục tùng đảng thì chính phủ buộc các nhóm tôn giáo phải gia nhập nhiều hiệp hội tôn giáo yêu nước và các chi nhánh địa phương của họ. Đối với các nhà thờ Công giáo thì điều này có nghĩa là gia nhập Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, chính thức nằm dưới sự kiểm soát của Cục Quản lý Nhà nước về Tôn giáo Trung Quốc và Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo báo cáo, bất kỳ ai mà thực hành tôn giáo bên ngoài các hiệp hội được nhà nước chấp thuận đều bị coi là thuộc giáo phái và phải tuân theo các điều khoản chống giáo phái trong luật pháp Trung Quốc. Một chính sách đã dẫn đến các vụ bắt giữ và bỏ tù hàng loạt. Các quan chức Trung Quốc đã thực thi các điều khoản chống giáo phái đối với những người Công giáo ngầm và không công nhận thẩm quyền của giáo sĩ được chính phủ hậu thuẫn. Có một hiệp hội nói với đài CNA rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc coi những người Công giáo ngầm là mối đe dọa vì họ không công nhận thẩm quyền được cho là của chính phủ trong việc ra lệnh cho giáo lý tôn giáo và quản lý các vấn đề tôn giáo. Mặc dù một số người Công giáo chọn thờ phượng hợp pháp trong Hiệp hội Công giáo yêu nước Trung Quốc do nhà nước kiểm soát, nhưng họ chắc chắn là không được tự do vì họ phải tuân thủ các cơ chế kiểm soát và can thiệp khắc nghiệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuối cùng, chính phủ Trung Quốc chỉ quan tâm đến việc truyền bá sự tuân thủ và tận tụy không lay chuyển đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, chương trình nghị sự chính trị của họ và tầm nhìn của họ về tôn giáo, chứ không phải để bảo vệ quyền tự do tôn giáo của người Công giáo. Kính thưa quý vị và anh chị em, báo cáo lưu ý rằng Vatican đã ký một thỏa thuận không được tiết lộ với Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2018, thiết lập sự hợp tác giữa nhà chức trách giáo hội và các quan chức Trung Quốc trong việc bổ nhiệm các giám mục. Tuy nhiên, báo cáo nêu rõ rằng chính phủ đã đơn phương bổ nhiệm các giám mục liên kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc mà không có sự tham vấn và chấp thuận của Vatican, bất chấp thỏa thuận đó. Kính thưa quý vị và anh chị em, các nhà chức trách tiếp tục làm mất tích các nhà lãnh đạo Công giáo ngầm, từ chối giáo hội Công giáo do nhà nước kiểm soát, bao gồm giám mục Peter Shao Chenmin và giám mục Augustino Quintai. Một nhân viên ở chính phủ Hoa Kỳ cho biết chính phủ cũng từ chối tiết lộ tung tích của các nhà lãnh đạo Công giáo đã mất tích trong nhiều thập kỷ. Kính thưa quý vị và anh chị em, Nina Si, giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo của Viện Hudson và là cựu ủy quyền của USCIRS, nói với đài CNA rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng cắt đứt giáo hội Công giáo tại Trung Quốc khỏi Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý vị và anh chị em, các giám mục Công giáo là mục tiêu đặc biệt vì vai trò của các đức giám mục
Trong giáo hội có hệ thống cấp bậc trong việc đảm bảo sự hiệp thông với người kế nhiệm là Thánh Phêrô. Si nói, những người chống lại sự can thiệp của chính phủ sẽ bị giam giữ vô thời hạn mà không qua thủ tục tố tụng hợp pháp, bị trục xuất khỏi các tòa giám mục của họ, bị cảnh sát an ninh điều tra vô thời hạn, bị mất tích và bị ngăn cản thực hiện các chức vụ giám mục của họ. Xin nói thêm rằng, thỏa thuận giữa Vatican và Trung Quốc không có sự điều chỉnh nào đối với các giám mục chống lại việc gia nhập hiệp hội vì lý do lương tâm cũng như là không giải quyết vấn đề đàn áp tôn giáo. Bà cho biết, cuộc đàn áp tôn giáo dưới thời Tập Cận Bình là cuộc đàn áp nghiêm trọng nhất đối với người Công giáo Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông. Những nỗ lực kiểm soát tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ giới hạn ở người Công giáo mà còn mở rộng sang cả người Tin lành, người Hồi giáo, Đạo giáo, Phật giáo và những người theo các tôn giáo dân gian Trung Quốc. Các quan chức Trung Quốc cũng đàn áp phong trào tôn giáo Pháp Luân Công mới. Một trong những ví dụ nghiêm trọng nhất được đưa ra vào báo cáo là việc bắt buộc giam giữ người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ vào các trại cải tạo, nơi họ phải tuyên thệ trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc và từ bỏ ngôn ngữ, văn hóa và truyền thống tôn giáo của mình. Báo cáo gọi hành động của chính phủ là diệt chủng và tội ác chống lại loài người đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Báo cáo cũng ghi nhận thêm về các vụ việc bắt buộc cải tạo chống lại Phật tử Tây Tạng và xóa bỏ hoặc thay đổi các văn bản và hình ảnh tôn giáo. Các quan chức Trung Quốc cũng đã phá hủy hoặc thay đổi các bức tượng và đền thờ thuộc về Phật tử và Đạo giáo Trung Quốc, đàn áp các hoạt động bị coi là trái ngược với mục tiêu của mình và buộc phải trưng bày các khẩu hiệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kính thưa quý vị và anh chị em, vấn đề kiểm soát tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra những cái quan ngại lớn về tự do tôn giáo và quyền con người. Chính sách Trung Quốc hóa tôn giáo rõ ràng là một nỗ lực không chỉ để mà thống trị văn hóa mà còn để kiểm soát niềm tin và thực hành tôn giáo của các nhóm tôn giáo. Đây là cái sự vi phạm nghiêm trọng đối với quyền tự do tôn giáo được bảo vệ bởi công ước quốc tế. Việc ép buộc tôn giáo phải tuân thủ ý thức hệ chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thay đổi nội dung biểu tượng tôn giáo là một hành động nhằm suy yếu quyền lực độc lập của các tổ chức tôn giáo. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới các tín đồ công giáo mà còn đe dọa quyền tự do của các nhóm tôn giáo khác như là Phật giáo, Đạo giáo, Hồi giáo và các tôn giáo bản địa khác. Kính thưa quý vị và anh chị em, ngoài ra việc sử dụng các biện pháp mạnh tay như là bắt giữ, tra tấn và cưỡng chế cải tạo là hành vi vi phạm nghiêm trọng trong các quyền của con người. Các hành động này đặc biệt là đối với nhóm như người là Duy Ngô Nhĩ có thể coi là tội ác chống lại loài người và cần có sự lên án quốc tế. Sự đồng thuận giữa Vatican và Trung Quốc vào năm 2018, điều này không những không giải quyết được vấn đề mà còn tạo điều kiện cho cái sự can thiệp của chính quyền vào các vấn đề tôn giáo, dẫn đến sự mất tích của các đức giám mục và việc áp đặt của các giáo sĩ thân đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kính thưa quý vị và anh chị em, có thể nói Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng tôn giáo như là một công cụ để mà củng cố quyền lực và duy trì sự kiểm soát xã hội. Một vài thông tin Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em để quý vị và anh chị em biết tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo tại Trung Quốc. Và quý vị và anh chị em nghĩ sao về vấn đề này, hãy để lại những lời comment bên dưới. Cảm ơn quý vị và anh chị em đã chú ý lắng nghe và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải Vlog để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.